Chúng ta sẽ cùng nhau mô hình các cái đối tượng trang trí trên cái bàn như sau. Các bạn về khối tiêu chuẩn, chúng ta vẽ cylinder, kích hoạt AutoGrid, vẽ trên mấy mặt bàn này. Chúng ta đổi màu cho dễ nhìn. Với cylinder này chúng ta không tăng lưới theo chiều cao. Tôi có thể cho radius là 40 hoặc 50. Cái chiều cao cho 5 thôi. Số size cho 30. Chúng ta cùng nhau vẽ một cái đĩa convert đối tượng qua polygon. Nhấn phím số 4 trên bàn phím. Chọn polygon, chuột phải. Chúng ta insert vào 1.5. Đồng ý. Bây giờ chúng ta chọn bề mặt này, giữ shift chọn thêm bề mặt thứ hai để nó chọn vòng xung quanh các bề mặt. Bây giờ chúng ta extrude lên 10, đồng ý. Chúng ta dùng lệnh scale, nhấn phím R trên bàn phím. Các bạn đẩy theo hai cái trục XY này. Sau khi thấy vừa ý thì chúng ta dừng lại. Về cạnh, chọn cạnh biên này, nhấp đúp hai lần vào để chọn xung quanh. Các bạn chọn chamfer, tăng cường độ lên. Sau đó chúng ta nhấn vào dấu cộng một lần nữa để nó bom mềm cái đối tượng này. Ok. Nếu cái đĩa này quá to, các bạn có thể dùng lại scale kéo xuống một chút xíu nữa cho nó vừa. Bây giờ chúng ta sẽ mô hình miếng phô mai bên trong. Tôi tiếp tục chọn cylinder, vẽ từ trong này ra. Radius 25, chiều cao 15, kích hoạt slide on. Cái này các bạn có thể tăng giảm một cách tự nhiên. Sau đó chúng ta di chuyển đối tượng này vào. Về mặt F, Z, lên F3, di chuyển lên trên, cho vừa tiếp xúc là ok. Để miếng phô mai trông tự nhiên hơn, chúng ta sẽ làm mềm các biên dạng cạnh. Các bạn chuột phải Convert to Edit Table Poly, nhấn phím số 2. Chúng ta chọn lần lượt các cạnh sau. Để chọn nhanh, các bạn nhấn Alt Tab Q hiện mỗi đối tượng phô mai thôi. Nhấn F, Z, các bạn chọn Window, kéo chọn. Control kéo chọn. Bây giờ chúng ta chọn thêm các cạnh bên này. Control chọn thêm. Sau đó chúng ta chuột phải chamfer và tăng cái số segment lên cho nó mềm hơn, nó giống miếng phô mai hơn. Tôi sẽ đổi cái màu khác cho nó thực tế hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm các cái lỗ ở trên này để cho nó giống hơn nữa. Chọn về khối cơ bản, chọn sphere, chọn AutoGrid, vẽ trên bề mặt này. Bây giờ chúng ta về mặt top, sau đó phân bố sao cho nó hợp lý. Các bạn dùng lệnh scale để cho có to có nhỏ cho nó đẹp hơn. Các bạn cứ kéo ra rồi scale sau cũng được. Ok. Tiếp sau, các bạn chọn hết các đối tượng này.
chọn dạng crossing, kéo âm xuống để chúng ta đục rỗng bề mặt bên dưới, chọn khối này, cầm bob check. Bây giờ chúng ta sẽ dùng pro problem, chúng ta tạp tích, sau đó chuột phải hết lệnh chọn lại, chúng ta lần lượt tích các đối tượng này. Sau khi tích xong thì miếng phô mai chúng ta đã hoàn tất. Các bạn bấm vào bóng đèn để hiện lại các đối tượng. Bây giờ nhấn phím E, chúng ta sẽ copy ra nhiều miếng. Chúng ta xoay, giữ shift. Các bạn có thể làm cho nó nghiêng đi, cho nó tự nhiên. Để vừa tiếp xúc với các đối tượng này thôi. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái khăn trải bàn bên dưới này. À, về các khối cơ bản, về tấm plane. Nếu vẽ trên không được thì chúng ta vẽ trực tiếp xuống bề mặt lưới dưới này. Đổi cho nó cái màu khác. Kích cỡ 200. 150 thôi. Đó các bạn so hàng cho nó lên trên này. Alt A. Z min max. Ok, và chúng ta di chuyển tự do vào trong này. Các bạn dùng lệnh sao trên này, chúng ta đẩy khối lên, SH. Nếu muốn chúng ta xoay thêm góc cho nó đỡ cứng. Nhấn R nếu chúng ta muốn phóng to lên. Tôi chọn cái đĩa, Ctrl chọn thêm và nhóm các đối tượng này lại với nhau. Chúng ta di chuyển cho nó hợp lý thôi. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái đĩa và miếng phô mai cộng với một cái miếng lót trải bàn. Ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn mạch thêm một cái file vào để gộp các cái file chúng ta có sẵn từ nhiều file thành một file. Để gộp file chúng ta làm như sau, các bạn bấm biểu tượng góc này, chọn import, nhưng mà chưa vội chọn, chỉ chọn con trò chuột tới thôi, và chọn mạch. Tôi tìm đến cái file mà tôi có sẵn, ở đây chúng ta mạch cái ly mà trước chúng ta vẽ vào, các bạn open lên. Ở đây chúng ta chỉ có một cái group thôi, các bạn chọn all và ok. Nếu mà nó trùng vật liệu hay trùng tên, chúng ta apply và duplicate auto rename thì cái ly chúng ta đã vào rồi. Chúng ta so hàng đưa cái ly lên trên mặt bàn này, ok, thì lập tức chúng ta có cái ly. Nếu mà quá lớn các bạn nhấn phím R, chúng ta sẽ thu nhỏ lại một chút cho hợp lý hơn và so hàng xuống. Chúng ta xoay đi cho nó tự nhiên. Có thể để bên này. Cái này chuyển qua đây. Cái ly chúng ta đang group và bây giờ chúng ta sẽ cho cái màu cho nó nhẹ hơn một chút xíu. Các bạn open group ra. Chọn cái này và cho nó màu khác. Ok. Và tôi group close đóng lại. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ copy qua bốn cái ghế. Các bạn giữ shift copy và mirror qua trục x. Ok, chúng ta tiếp tục mirror qua trục y nếu muốn. Các cái ly này chúng ta có thể đặt một cách tự nhiên và xoay nó đi một góc ngẫu nhiên cho nó hợp lý hơn. Tôi sẽ tiếp tục gộp thêm các đối tượng khác làm mấy đối tượng trang trí. Các bạn vào file, import, chọn mesh và chọn đến hoa trang trí, open lên.
Tôi chọn group 001 tại vì đây nó tồn tại hai nhóm và tôi xác định rằng tôi chỉ lấy nhóm này thôi. Tôi chọn nhóm và ok. Chúng ta cũng nhấn apply on WK how to rename. Có vẻ như tôi vẫn chưa nhìn nó ở đâu thì thực ra nó ở đây này. Chúng ta nhấn phím về kép di chuyển đối tượng này lại gần. Nhấn Alt A cho hàng với cái bảng cho nó lên. Min max z. Ok. Di chuyển gần lại, nó khá là lớn. Các bạn dùng lệnh scale, nhấn phím R thu nhỏ lại và cho hàng lại. Đây là đối tượng trang trí của chúng ta. Vậy là tôi cùng các bạn đã hoàn thành bài học và ví dụ để ứng dụng Polygon, ứng dụng thực hành làm ra cái bàn và các đối tượng trang trí.